thầy, giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đại Thu. Căng thẳng ở giữa. Thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động, chủ tịch Hội Châm cứu Việt Nam, nguyên giám đốc Bệnh viện Châm cứu Trung ương, phó chủ tịch Hội Châm cứu Thế giới. Văn tế thầy, kính thưa các vị lãnh đạo, các ban ngành, kính thưa các ông, các bà, các cô, các chú và toàn thể gia quyến, thay mặt cho hậu trợ, chúng con xin được tế thầy Nguyễn Đại Thu. Ô hô, ô hô, ô hô, ôi dẫu biết sinh là có hạn, tử ra đi không biết bao giờ. Thầy sinh trong những năm 30, tạ thế tháng 2 năm 21. Thầy ra đi để bao nỗi nhớ, nhớ về thầy với bao kỷ niệm. Sớm khuya tận tụy chăm lo, dạy học trò với tấm lòng đôn hậu, khám chữa bệnh cho bao người bệnh với tấm lòng tận tụy bao dung. Bệnh khỏi ơn thầy nhiều lắm, hình ảnh của thầy mãi đọng trong tim. Thầy là người tâm tầm đầy đủ, khó khăn nào thầy cũng vượt qua, xây dựng nền châm cứu nước nhà mà tài năng sánh ngang tầm thế giới. Dân gọi thầy là thần châm cứu, với tâm lòng tôn kính thầy ơi. Công của thầy thật bao la, hội học trò nhớ lắm thầy ơi. Đảng chính phủ biết công lao thầy, đã tặng thầy những danh hiệu quý. Viện châm cứu nhớ ơn thầy, hội học trò à hội châm cứu cả nước tiếc thương thầy, thế giới gọi thầy thần châm cứu. Quê hương phong thầy con đại hiếu, con cháu luôn kính yêu thầy. Hội học trò mong thầy đường cảnh bồng lai, sớm đầu thai thành thần châm cứu. Phần thứ hai là phần lễ. Thì hôm nay là ngày 11 tháng Giêng năm Tân Sửu. Hội học trò chúng con có chút lễ mọn và nén hương thơm kính dâng lên thầy với tất cả lòng son. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thầy đang vẫy tay chào chúng ta đó. Thầy trông thật đẹp, thật tươi. Chào ngôi nhà 48 Mai Hắc Đế thân thương. Chào Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Hội Châm cứu Việt Nam, ngôi nhà thứ hai mà thầy yêu, thầy quý. Chào họ hàng xóm làng thôn Kim Hoàng yêu dấu. Chào bà con non nước, cả nước thân yêu. Chào bạn bè thế giới năm châu. Thầy ơi, thầy sống khôn chết thiêng, thầy phù hộ cho gia đình dòng tộc luôn an khang, phù hộ cho Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Hội Châm cứu Việt Nam, sen tài thu luôn phát triển. Vĩnh biệt thầy ở đây, chúng con tin tên tuổi công lao của thầy mãi sống mãi cùng nước non sử xanh. Với thần uy của thầy, thầy đã xua đi bóng tối Covid để mọi người được sống cuộc sống bình an. Tại đây cũng có các nhà sư đại diện cho Phật Pháp đang siêu độ cho thầy và những người mến yêu thầy, đang cầu mong để thầy ở nơi chín suối được hưởng cảnh bồng lai. A mô A Di Đà Phật, A mô A Di Đà Phật, A mô A Di Đà Phật, A mô A Di Đà Phật. Phật xin vĩnh biệt thầy ở đây. A mô A Di Đà Phật.